Nhân vật trong chương trình ngày hôm nay là nông hộ Trần Minh Lâm tại xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Anh Lâm đăng ký tham gia khởi nghiệp với mô hình nuôi cá truyền thống. Năm 1996, anh Lâm đã cùng bố mẹ vào Nam để sinh sống. Lúc đó anh mới được tròn 10 tuổi. Cuộc sống xa quê, thế nhưng anh Lâm đã gắn bó với nghề nông từ rất sớm. Ngày xưa là đi theo gia đình đi vào trong miền Nam sinh sống, thì ở trong miền Nam thì cũng có chăn nuôi một số con, nhưng mà nó không phải về thủy sản này, tức là nuôi mấy con trên khô thôi, ví dụ như bò hoặc là lợn rừng thì cũng có nuôi rồi, nhưng mà nuôi nó không được nhiều. Thế rồi khi về Sài Gòn á thì là đi theo gia đình buôn bán, tức là buôn bán cá, tức là cũng buôn bán cá sống nước ngọt mình thôi. 22 năm bôn ba với đủ nghề, anh Lâm cũng đã tích góp được một số tiền vốn khoảng 600 triệu đồng. Đến đầu năm 2018, do tuổi đã cao và nhớ về cố hương, bố mẹ anh quyết định trở về quê nhà tại Bắc Ninh để sinh sống. Là con trai duy nhất trong gia đình, anh Lâm cũng vì thế phải trở ra Bắc. Thế nhưng làm gì để có kế sinh nhai khi mọi thứ đều hoàn toàn mới đã khiến anh luôn trăn trở. Chắc chắn là khi mà ông bà về rồi thì mình sẽ về, nhưng mà trước khi về thì mình cũng rất mông lung, là chưa biết làm cái gì và nuôi con gì. Đấy, nhưng mà mình xác định là khi về quê thì chắc chắn là sẽ phải theo con đường nông nghiệp. Quyết làm kinh tế từ nông nghiệp, anh Lâm đã được người cô ruột để lại cho một khu đất chuyên nuôi trồng thủy sản rộng 15.000 m², trong đó đã có sẵn một chuồng lợn đã cũ, hai ao đã từng nuôi cá trước đây, một ao rộng 2.000 m², một ao rộng 10.000 m². Đây có thể nói là một thuận lợi cho anh để theo đuổi con đường phát triển kinh tế nông nghiệp của mình. Thế nhưng việc phải bỏ ra một số tiền lớn tích góp tới 22 năm mới có được để bắt đầu khởi nghiệp bằng một nghề hoàn toàn mới, liệu rằng anh có thể thuyết phục được người nhà hay không? Ngay sau đây sẽ là cuộc trao đổi giữa hai bố con anh Lâm mà chúng tôi đã ghi lại. Từ hôm mà bố con mình về thì cô cũng điện cho con, là cô bác bảo bây giờ là cái ra đầm bên này thì cô bác chưa có thả gì cả, mà cũng không làm gì mấy năm nay rồi, thì cô điện cho con mà bây giờ bỏ vốn bỏ liếng, cho có vốn có liếng bỏ ra với đi học hỏi kỹ thuật và các thứ về mà làm ở cái đầm bên nhà cô á. Thì hôm nay con mới nói chuyện với bố để xem là bản tính như thế nào, bố có làm được hay không, hay là thế nào thì bố cũng cho ý kiến. Vấn đề này thì nói chung là cô cháu đã thống nhất, mà cô đã nghĩ đến tình cảm gia đình, mà cô ấy nhượng lại cho cái đầm này mà làm thì đã làm thì là phải làm cái lên trốn. Người ta nói là thứ nhất thả cá thế gì ca bạc, thì cố gắng làm sao và theo đuổi bằng cách nào mà phương pháp như nào. Còn cái việc trông nom thì nói chung là ta vẫn phải trông nom rồi. Cái đấy bố cứ yên tâm, con nó xác định con làm là con quyết tâm con làm bằng được. Làm bằng được thôi chứ đánh trống bỏ dù là không làm. Rồi, cái vấn đề đấy thì bố cứ yên tâm. Quan trọng là cả nhà ủng hộ con làm là được rồi chứ con. Ta không ủng hộ người ta thì sang đây làm gì? Như vậy, anh Lâm đã nhận được sự ủng hộ ban đầu từ phía người thân trong gia đình. Đây là một động lực lớn để anh đứng vững trên con đường khởi nghiệp mới đầy chông gai và thử thách. Cái thứ nhất là nó cũng có một cái cơ duyên, là cô bác thì cũng có cái đầm cái hồ bên này như thế. Thì bây giờ là bố mình cũng có một tí về gọi là nghề ngỗng về con cá bột, cá hương ngày xưa. Thì bây giờ hỏi tham khảo ý kiến của bố là bây giờ đấy cô bác như thế thì xem là ý bố là thế nào, con làm có được không. Thì bố bảo là thì con cứ làm đi thì bố cả nhà sẽ ủng hộ. Tôi cũng chỉ biết là thôi thì cũng động viên con cái là cũng nếu như mà đã làm mà làm đến nơi đến chốn, mà không làm thì thôi, làm thì phải bằng được thì thôi, phải học hỏi kinh nghiệm, làm việc nó có học đàng hoàng thì mới thành công được. Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch nuôi cá của mình, anh Lâm không ngừng tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối tượng nuôi cũng như các lợi thế sẵn có tại địa phương. Anh đã chọn nuôi con cá chấm, một đối tượng cá truyền thống được nuôi khá phổ biến hiện nay. Tham khảo và cũng có được biết đến cái con cá chấm này rồi, là mình cũng thường xuyên theo dõi là khu vực này thì nhà nào người ta cũng nuôi, tức là cái con đấy là chủ yếu chủ lực. Tức là chỉ thả thêm những con khác vào thôi. Thì là với lại cái khu vực này thì nó có thuận tiện là nó có ruộng,
riếc nhiều thì trồng những cái loại cỏ mà thức ăn cho cá thì nó rất phát triển. Chưa có một kinh nghiệm nào trong nơi trồng thủy sản, anh Lâm đã nghĩ tới việc viết đơn đăng ký để được tham gia chương trình khởi nghiệp của kênh VTC16. Anh mong muốn sẽ được các chuyên gia tư vấn kỹ thuật. Thì mình cũng là đăng ký lên trên chương trình, để chương trình về hướng dẫn. Cái thứ nhất là mình học hỏi được cái kỹ thuật, và cái thứ hai là mình học được cái cách làm việc theo đúng cái quy định của chương trình về chăn nuôi để phát triển kinh tế, cho kinh tế nó khá hơn. Tuy nhiên, các ao cá đã bị bỏ hoang cả chục năm nay chưa được cải tạo. Mọi thứ đang chỉ mới bắt đầu. Và hành trình đến với khởi nghiệp của anh Lâm vẫn đang còn là một ẩn số. Qua các đợt xét duyệt của ban tổ chức, hồ sơ của anh Lâm đã được chọn để khảo sát các điều kiện ban đầu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và bà con, trước khi xuống khảo sát diện đồng hồ thì ngay bây giờ tôi sẽ có cuộc trao đổi nhanh với chuyên gia Nguyễn Thị Hà. Chuyên gia sẽ đồng hành cùng tôi ngày hôm nay. Thưa chuyên gia, thì đối với quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực này, theo chuyên gia đánh giá như thế nào? Ở Bắc Ninh người ta quy hoạch vùng nuôi rất là cụ thể rồi. Huyện Lương Tài là một trong những trọng điểm của cái vùng nuôi trồng thủy sản. Trong đấy có hai hình thức nuôi chủ yếu là nuôi cá lồng và nuôi cá truyền thống trong ao. Đấy thì đấy là cái điều kiện thuận lợi. Thế tuy nhiên rằng là mình vẫn phải kiểm tra xem là cái hồ sơ của họ, xem họ có nằm trong cái vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản hay không, hay là họ không nằm trong vùng nuôi trồng thủy sản, thì cái đấy mình cũng phải xem xét. Tính đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt trên 5.000 hectare, giảm 4 hectare so với cùng thời điểm năm trước. Tổng sản lượng thủy sản 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 21.000 tấn, tăng 0,4%. Điều này cho thấy sự quy hoạch tốt, cùng với đó là nhiều cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm hỗ trợ và khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực phát triển thủy sản đã mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ nông dân. Cháu muốn hỏi là đối với cái điều kiện vùng và cái thị trường ở đây thì những cái đối tượng cá nào là thích hợp nhất ạ? Ở Bắc Ninh ấy là cái việc mà nuôi trồng thủy sản nó rất là đa loài. Nó có đa hình thức nuôi, có hình thức nuôi ao này, nuôi ao thì có nuôi cả thâm canh, nuôi bán thâm canh, nuôi sinh thái nó cũng có. Chính vì vậy mà cái sản lượng của nó là tương đối cao trong một năm. Cái thứ hai nữa là đa dạng loài nuôi, ví dụ như là nuôi trong ao thì họ nuôi cá truyền thống là chính. Nhưng mà nuôi ở lồng thì họ nuôi một số các cái loài cá có giá trị kinh tế cao, ví dụ như là cá chê ta, cá lăng đen, cá rô phi, cá diêu hồng. Rồi một số các loài cá khác. Như vậy, trong trường hợp của nông hộ Trần Minh Lâm, chuyên gia sẽ có tư vấn ra sao? Theo như đơn đăng ký chương trình của anh ở đây thì điều kiện sản xuất của anh gồm có là 15.000 m2, trong đó có 2 ao nuôi và một ao là 10.000 m2, cũng như là một ao là rộng khoảng 2.000 m2. Và trên bờ thì trên diện tích là có khoảng 3.000 m2. Với cái điều kiện sản xuất là 600 triệu đồng tiền vốn, thì với những điều kiện như thế này thì theo chuyên gia có những cái giải pháp trước mắt cho nông hộ này? Vốn thì anh có 600 triệu thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà luân chuyển vốn thì cũng không có vấn đề gì gặp khó khăn theo cái thời buổi này. Với cái điều kiện mà chỉ nuôi cá chấm cỏ thì nó sẽ rất gặp nhiều vấn đề, tức là nếu mà cá chấm cỏ mà nó xuống giá một cái thì là nó sẽ bị lỗ. Vậy còn ý kiến của chuyên gia thủy sản khác thì sẽ như thế nào? Nuôi trong cỏ thì vốn không nhiều, chủ yếu là trồng cỏ. Thì này anh lại phải để có diện tích trồng cỏ để anh bán vào. Nên trong cỏ thì không thể nuôi nhiều được, đấy là trong cỏ phải đầu tư. Quan trọng là phải có cỏ, nếu không có cỏ thì không thể nuôi được. Nếu anh mà đưa cho thức ăn cám đồng công nghiệp, gọi là thức ăn công nghiệp vào là cá trong cỏ nó béo, nó không lớn được. Các chuyên gia đã không đồng ý phương án chỉ nuôi một đối tượng, đó là cá chấm cỏ, như nông hộ đã đăng ký. Vậy đâu sẽ là phương án tối ưu nhất đối với điều kiện của nông hộ này? Anh ấy có hai cái ao đấy, thì với cái dự kiến ban đầu của tôi chưa bàn được với anh, tôi chưa gặp anh ấy, nhưng mà với dự kiến ban đầu của tôi sẽ cho anh ấy làm một ao nuôi cá thịt và một ao nuôi cá giống, để anh ấy chủ động với nguồn giống, anh chuyển từ ao này sang ao kia. Là thuận lợi nhất. Thế nếu mà mình có thể ghép được một số các loài cá khác vào thì nó sẽ hỗ trợ bổ sung cho, thứ nhất là nó nâng cao năng suất,
trong một cùng một diện tích. Cái thứ hai nữa là tận dụng được các cái nguồn, các cái tầng nước, các cái nguồn thức ăn tự nhiên ở trong ao, nó sẽ giảm đi một phần cái chi phí thức ăn. Đấy là một cái mà chúng ta cần phải xem xét. Ghép cái gì và làm như thế nào thì mình phải xuống đấy trực tiếp mình mới biết được. Cái ao nhỏ 2000m2 là để ươm cá giống lớn, xong rồi đưa sang ao kế tiếp. Chỉ nuôi 4 tháng, còn cái bên này nuôi 2 tháng. Thì là đưa sang bên này thì sẽ 1 năm nuôi được 2 vụ. Thì cá rô phi hoặc là cá điêu hồng có giá hơn. Khi đã nuôi đó, nuôi thâm canh rồi, là phải có đầy đủ quạt nước và sục khí đáy. Và nuôi bằng chế phẩm vi sinh để làm sạch môi trường. Như vậy, với điều kiện như nông hộ đã đăng ký, phương án mà các chuyên gia đưa ra như sau. Có thể nuôi cá chấm cỏ ghép với các đối tượng khác như cá chép, cá rô phi, cá trôi và cá mè. Hoặc nuôi thâm canh cá rô phi hoặc cá diều hồng, trong đó ao rộng 2000m2 dành để ươm nuôi cá giống và ao 10000m2 chỉ chuyên để nuôi cá thịt. Để đánh giá được khách quan cũng như là đưa ra cái giải pháp hiệu quả nhất cho nông hộ thì ngay bây giờ tôi và chuyên gia Nguyễn Thị Hà sẽ trực tiếp xuống để khảo sát. Xin chào bà con. Hiện tại thì tôi và chuyên gia Nguyễn Thị Hà đang có mặt tại khu ao nuôi mà anh Lâm dự định đăng ký tham gia khởi nghiệp. Và ngay bây giờ tôi sẽ cùng chuyên gia vào tìm gặp nông hộ này để khảo sát các cái tiêu chí thực tế, xem liệu có đảm bảo các cái yêu cầu của chương trình đề ra hay không. Cũng như các nông hộ khác, để trở thành nông hộ của khởi nghiệp, anh Lâm cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: vị trí địa lý, nguồn nước, ao và hệ thống cấp thoát nước, nguồn vốn và nhân lực. Bắt đầu từ tiêu chí đầu tiên là vị trí địa lý. Chào anh, chào bác. Chào cô. Em chào anh. Ngày hôm nay thì có chuyên gia Nguyễn Thị Hà bên của chương trình cũng xuống để khảo sát xem các cái tiêu chí của anh có đạt được cái điều kiện để tham gia khởi nghiệp hay không ấy. Dạ. Cái vị trí này của anh thì đều đã được nằm trong quy hoạch cấp phép chăn nuôi trồng thủy sản tập trung hay chưa? Dạ, cái này thì em cũng chưa được nắm rõ lắm, tại vì là cái đầm này là của cô bác em ạ. Thưa bác, thì bác có nắm được cái vị trí khu vực của mình đây thì có nằm trong quy hoạch hay là như thế nào hay không ạ? Thì cái này thì gia đình tôi chỉ biết là cái khu đầm này là của bà chị với ông anh tôi, là vì tôi cũng đi vắng 21 năm nay bây giờ tôi mới về. Cái tiêu chí mà về quy hoạch về khu nuôi tập trung ấy thì hiện nay là gia đình cũng chưa nắm được. Cái tiêu chí đấy lại là tiêu chí đứng đầu khi mà bắt đầu vào khởi nghiệp. Thứ nhất là sổ đỏ chính chủ của mình, thứ hai lại là nó phải nằm trong cái quy hoạch vùng nuôi. Như vậy, ngay tiêu chí đầu tiên của chương trình, anh Lâm đã không thể đảm bảo yêu cầu. Cái quan trọng nhất đầu tiên là cái quyền sử dụng đất của anh ấy. Anh ấy phải được sử dụng ít nhất 5 năm đến 10 năm thì chúng ta mới có được cái hướng dẫn anh ấy trong việc đầu tư. Đầu tư ra thì phải có thời gian thu hồi vốn lại, chứ không thể là một năm hay một vụ mà chúng ta có thể là chúng ta làm được. Như thế là như thế là làm không thể theo được cái mong muốn, cái tiêu chí của mình đặt ra. Đây là tiêu chí quan trọng, bắt buộc phải có. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này thì chắc chắn anh Lâm sẽ không thể tham gia khởi nghiệp như nguyện vọng của mình. Liệu anh Lâm sẽ giải quyết ra sao? Sẽ cố gắng là sẽ hoàn thành trong cái thời gian sớm nhất để gửi về chương trình. Cái vấn đề này theo tôi thì có lẽ tôi sẽ khắc phục nhanh thôi. Tại vì hôm nay là cô tôi không có nhà. Nếu như cô có nhà thì hôm nay có chuyên gia ở đây trong buổi phỏng vấn hôm nay thì chắc chắn nó đã xong rồi. Thì chắc chắn là trong ngày hôm nay cô sẽ về và tôi sẽ sang thảo luận ngay lập tức. Và nếu mà được thì là ngày mai tôi sẽ tiến hành trực tiếp làm cái giấy thỏa thuận đó trước. Do còn nhiều bỡ ngỡ, vì đây là lần đầu tiên anh chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp, anh Lâm hứa sẽ khắc phục và có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản trong chuyến khảo sát tiếp theo của chương trình khởi nghiệp. Chuyên gia Hà đã tạm chấp thuận hướng giải quyết này của anh Lâm. Đối với khu vực này thường có xảy ra ngập lụt gì hay không? Khu vực này thì ngày xưa là em có ở đây em nuôi cá cho bác em khoảng 2 năm thì chưa xảy ra lũ lụt, chưa xảy ra ngập lụt gì cả.
trước đây mà khi mà cô sử dụng cái khu trang trại này ấy, thì làm ăn có hiệu quả không? Cái đầm này là hiện tại là đang bỏ không, là nuôi nó cũng thất bát cho nên là không được bao nhiêu cả, mà cho thấy là cũng lỗ vốn chứ không có được lãi lời gì nhiều. Thế cho nên là bây giờ mới nhờ chương trình xuống tư vấn làm. Thế nó lỗ vốn hay nó không được gì thì lý do có biết nguyên nhân tại sao? Thì theo cháu được biết là có lần cháu ở đây là chắc theo cháu nghĩ thì căn bản là chắc cái đầm này nó hơi nông mà thả đặc quá. Đợt đấy là cháu ở nhà thì cháu chỉ biết như thế thôi. Có nghĩa là cái nguy cơ mà ngay từ đầu mình đã đưa ra đấy là cái nguồn nước thấp vào. Đưa bác lên cái đầu nguồn sông Đồng Khởi này, đấy là nguồn chính đấy của cái khu vực này đấy, là tiêu và tưới. Chắc là mình đi kiểm tra luôn. Trên diện tích 15.000 m², anh Lâm đã có sẵn 2 ao nuôi. Trong đó một ao rộng 10.000 m² và một ao rộng 2.000 m². Cả hai ao này đều có chung một nguồn nước cấp vào. Đây là hệ thống cấp nước vào cho hai ao cá của gia đình anh Lâm. Và có một điều đặc biệt là với hệ thống cấp nước này thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái nguồn nước của thời vụ của khu vực ở đây. Liệu rằng nó có đảm bảo được tiêu chí của chương trình đề ra hay không? Ngay bây giờ xin mời bà con chờ ý kiến nhận xét cũng như là đánh giá của chuyên gia Nguyễn Thị Hà. Thực ra là cái mùa này là không phải mùa nước thủy lợi họ bơm vào cho nên là cái nước nó còn rất là ít. Cái thứ hai nữa là các cái chất thải từ chăn nuôi rồi là các thứ nó đều đổ hết ra đây. Cho nên nếu mà bây giờ mình có đo các chỉ số môi trường thì chắc chắn là nó đều không nằm trong ngưỡng cho phép rồi. Quan sát có thể thấy khi cánh đồng lúa vẫn chưa vào vụ canh tác, mương nước chỉ có nước tù đọng. Nước đục có sủi bọt khí, bèo và rác thải phủ kín mương. Nếu như sử dụng nguồn nước này để nuôi cá, thì đây sẽ là nguy cơ tiềm ẩn của nguồn bệnh làm cá chết hàng loạt. Thiệt hại là không thể lường trước. Vậy chuyên gia sẽ có quyết định như thế nào? Sau khi đi khảo sát rồi thì tôi thấy rằng là cái phần mương dẫn nước mà từ cái mương thủy lợi này vào cái ao nhà mình thì Lâm phải sửa chữa, phải cải tạo lại, tức là phải nạo vét hết và để làm sao mà cái mương của mình nó sâu hơn cái mương ở bên ngoài này thì nước nó mới vào được bên trong chứ. Nếu mà mình cứ để như thế này thì là nước nó sẽ không vào được khi mà mình cần thiết. Tức là bây giờ là con nói với cô là con rất quyết tâm là muốn theo sự hướng dẫn của các chuyên gia và theo chương trình. Thì bây giờ là cái cách mà xử lý gọi là hút hiếc bùn biếc như thế nào thì cô cứ hướng dẫn, thì sau một khoảng thời gian con sẽ cố gắng là hoàn thành trong thời gian nhanh nhất thì các cô sẽ xuống kiểm tra hộ con xem là chắc chắn là phải thế. Dạ. Nếu bạn không khắc phục được thì có nghĩa là không theo được chương trình, còn nếu bạn khắc phục được thì là bạn vẫn tiếp tục đi theo chương trình. Dạ. Và thì con sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian nhanh nhất. Tôi đã xác định được ở trong đầu mình ấy là chắc là có lẽ là mình sẽ phải đi theo cái hướng là làm khép kín, nuôi khép kín và ít thay nước. Và mình chủ yếu mình sử dụng chế phẩm sinh học để mà làm sạch môi trường nước ở trong ao. Ngoài ra, theo chuyên gia Hà, đối với nuôi cá cần phải có hệ thống cấp nước và thoát nước riêng. Tuy nhiên, cả hai ao này của anh Lâm đều có chung cống cấp nước vào và cống thoát nước ra. Đây là điều cấm kỵ trong nuôi trồng thủy sản bởi nguồn bệnh có thể lây từ ao này sang ao khác mà không thể kiểm soát được. Cái xây dựng nó chưa bài bản cho nên là cống nước ra cống nước vào đều tập trung một chỗ như vậy ấy, thì dẫn đến cái việc mà cải tạo ao của mình sau này nó gặp rất nhiều vấn đề và chi phí phải lớn. Tôi vẫn còn băn khoăn trong cái việc mà đưa anh Lâm vào chương trình khởi nghiệp. Đây là cống vào, lấy nước vào cho hai ao. Tức là bơm đây chảy vào đây. Vâng, đúng rồi. Còn cái cống thoát ra thì nó nằm ở dưới này, tức là ở dưới đáy này luôn, nó cũng trùng lên luôn đây này cô này. Khi nào nước ra là mình lại tháo cái cống này nó chảy ra ngoài. Vâng. Thế là cống cũng phải sửa nhé. Vâng. Không thể để cống như thế này được. Không biết là trước đây thì ai thiết kế? Thì trước kia là bác cháu nuôi thì bác cháu thiết kế. Mình sẽ chuyển cái cống thoát nó xuống dưới kia, xuống dưới cuối ao dưới kia. Cống lấy nước vào mình chuyển ra bên đằng này. Để mình làm một cái mương nổi ra ngoài kia để mình lấy nước. Đến lúc này, công việc cải tạo lại ao nuôi của anh Lâm cứ dần càng tăng lên. Các cống cấp và thoát nước theo thiết kế ban đầu cần phải được bịt kín lại. Đối với hệ thống cấp nước
Theo chuyên gia Hà, giải pháp tối ưu nhất hiện nay đó là anh cần phải thiết kế một mương nước nổi chạy dọc cuối bờ của cả hai ao. Hệ thống này có thể mô phỏng như sau. Còn đối với hệ thống thoát nước, ở mỗi ao cần có một hệ thống thoát nước riêng biệt ở cuối ao, đối diện với hệ thống cấp nước. Đối với tôi thì tất cả những cái điều kiện mà cải tạo ao nuôi ấy, thì chuyên gia cũng tư vấn rồi, thì tôi nghĩ là những cái vấn đề đấy là sẽ khắc phục được, và bản thân tôi sẽ khẳng định là tôi sẽ làm được. Tuy nhiên, việc cải tạo ao của anh Lâm vẫn chưa dừng lại ở đó. Dù bờ ao đã được làm chắc chắn bởi các tấm bê tông và gạch, thế nhưng do lâu năm chúng đã có những chỗ bị sụt đổ, nước ao nuôi cũng lâu ngày chưa thay, bùn không được nạo vét thường xuyên. Tất cả những yếu tố này đều gây bất lợi cho anh Lâm lúc này. Bởi thiết kế ao nuôi cần phải đảm bảo các yếu tố sau. Thế cái ao này giờ hiện nay là chưa có nuôi gì đúng không? Mấy năm nay không có thả gì cả. Nước này thì tối đa là bao nhiêu? Nếu mà ở cái khu giữa kia thì ngày xưa nó là cái ruộng, thì nếu mà nó cao nhất chắc nó khoảng chừng hơn 1 mét. Còn cái góc đằng này thì nó khoảng tầm ngập đầu người, nó cỡ khoảng 2 mét. Tất cả các bờ này đều được gia cố, nó đều như này hết. Nhưng mà bây giờ là tại vì lâu năm là có đoạn nó sụt, nó vỡ. Thế bùn ở dưới đáy ao bây giờ là bao nhiêu, sâu bao nhiêu? Có để kiểm tra không? Bùn ở đáy ao thì... Hiện tại bây giờ thì chắc nó cũng hơi nhiều ấy, tại vì là lâu năm rồi, thì đợt trước thì bác cháu cũng có nói là cũng có hút rồi, nhưng mà chắc không đáng kể, thì bây giờ kiểu gì nó vẫn còn nhiều bùn lắm. Có nghĩa là chưa tác động gì? Dạ, chưa tác động gì hết cả. Cái ao này ấy, là cháu muốn để nuôi cá thịt đúng không? Dạ vâng, thì ý định của cháu là cháu muốn là cái ao bên kia thì mình nuôi cá giống, xong rồi ao bên này thì mình nuôi cá thịt. Cô có thể tư vấn giúp cháu. Cải tạo lại các cái bờ. Vâng. Chỗ nào mà bị dò dỉ, chỗ nào bị nứt, chỗ nào bị sụp thì chúng ta phải tu sửa lại. Khi tát cạn rồi thì hút hết bùn. Vâng. Hút được càng nhiều bùn càng tốt, hút đổ đi. Tốt nhất là san phẳng được cái đáy ao. Vâng. Không để nó chênh nhau quá nhiều. Và cái mực nước nó bao giờ nó cũng phải được 1,5 mét, còn không là phải đến 2,5 mét. Trên xung quanh các bờ ao, những cây chuối, cây xoan và cây sưa được trồng với mật độ khá dày. Trong khi yêu cầu trong nuôi trồng thủy sản thì bờ ao phải luôn được thông thoáng. Điều này sẽ giúp cho các động vật sinh sống dưới ao có được môi trường phát triển tốt nhất. Cô lại muốn hỏi là khi mà cháu tiếp quản được từ cô cháu ấy, cô cháu cho toàn quyền sử dụng tất cả cái khu vực diện tích này hay là tất cả các cái cây ở trên bờ này đều phải giữ nguyên hiện trạng, không được thay đổi? Cô cũng có nói là bây giờ là cái diện tích mặt ao và bây giờ là cây cối kia, thì bây giờ cái gì mà không ảnh hưởng đến ao á thì để lại, còn nếu như ảnh hưởng đến nuôi con cá thì mình có thể phá đi, ví dụ như cây chuối kia nếu mà ảnh hưởng thì mình có thể chặt đi. Cây gỗ thì cháu phải để lại và cháu không được quyền sử dụng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cháu chỉ được quyền là thay đổi, có thể là cây chuối sẽ bỏ đi và một số các cái cây là chúng ta sẽ bỏ đi. Dạ. Đấy, thì đấy cũng phải hỏi cho rõ ràng, bởi vì là để mà chúng ta còn trao đổi, chúng ta còn thiết kế, sau khi mà nếu như cháu được vào chương trình thì còn phải thiết kế lại rất nhiều, vì cái hệ thống ao mà nuôi như thế này thì chắc chắn là cháu sẽ gặp vấn đề. Ngoài ra, để đảm bảo nuôi cá an toàn dịch bệnh thì không nên nuôi kết hợp các đối tượng gia súc, gia cầm trên cạnh bờ ao. Thế nhưng ngay lúc này, chúng ta có thể thấy ở giữa hai ao của anh Lâm có một chuồng chăn nuôi lợn. Anh Lâm cho biết đây là khu chuồng lợn cũ trước đây đã bỏ hoang từ 3 đến 4 năm nay. Anh muốn tận dụng nó để chăn nuôi, để có thêm thu nhập. Chăn nuôi thêm độ một vài chục con gà, một vài chục con vịt thì cái đấy là vẫn được chứ hả cô? Nếu mà cháu nuôi gà thì được, mình nuôi nhưng mà cải nếu thiện mà thôi. Nuôi vịt ý, thì với cái chương trình thì là phải tách biệt riêng một cái khu nuôi vịt riêng. Tức là cháu nuôi ít thôi có được không? Hay là nuôi không? Ít cũng không, tuyệt đối không được xuống ao. Bởi vì cháu chưa hiểu nhiều về nuôi an toàn. Nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm thì cái phân vịt đấy thì mình phải quản lý một cái khu nuôi riêng. Cái mà yêu cầu chặt chẽ ở đối với chương trình là nói chung là nuôi gia súc gia cầm trên bờ để mà thải phân trực tiếp xuống ao là không có. Dạ. Là không đồng ý. Cơ sở vật chất cũng như ao nuôi sẵn có, tưởng như mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ với anh Lâm. Thế nhưng, cho đến lúc này, khó khăn lại chồng chất những khó khăn.
anh Lâm vẫn chưa thể đảm bảo được một tiêu chí nào của chương trình đưa ra. Như vậy, sau khi khảo sát các cái tiêu chí ở ngoài hiện trường thì anh Lâm còn rất nhiều việc phải làm trong cái thời gian tới. Và ngay bây giờ chuyên gia Nguyễn Thị Hà sẽ đưa cho anh những giải pháp khắc phục hiệu quả nhất. Cô có một số những cái lưu ý với cháu như thế này. Trước mắt thì là cháu phải hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý. Cái thứ hai nữa là cháu sửa chữa cái hệ thống nước vào và nước ra như là lúc nãy cô đã hướng dẫn. Thứ ba nữa là chuẩn bị các cái ruộng để có thể là trồng cỏ hoặc bờ ao để trồng cỏ. Phải chuẩn bị cái kho để chứa thức ăn. Bởi vì không thể để giữa cái phòng mà nghỉ ngơi và kho thức ăn chung được, mà nó phải có cái phòng căn thức ăn riêng biệt. Cái công việc cải tạo ao là cái công việc dài hơi nhất, là chúng ta phải tát cạn này, chúng ta phải pét hết bùn này, san phẳng đáy ao này, rồi dùng vôi để khử trùng này. Về nguồn vốn, anh Lâm có khoảng 600 triệu đồng. Nếu cần thiết, anh có thể huy động vay mượn anh em họ hàng thêm từ 200 đến 400 triệu đồng nữa. Nhân lực gồm có anh Lâm, vợ anh và người bố ruột của mình. Theo chuyên gia Hà, nếu cải tạo hai ao nuôi bài bản như chuyên gia đã tư vấn, thì anh Lâm sẽ phải bỏ ra khoảng 200 đến 250 triệu đồng. Số tiền còn lại và nhân lực hoàn toàn có thể đáp ứng để tiến hành nuôi cá. Theo tôi nghĩ thì nó không có gì gọi là gánh nặng cả. Tức là trước khi anh chăn nuôi thì anh phải đảm bảo tất cả điều kiện đấy. Thì cái đấy là rõ ràng. Tôi cũng đồng nhất quan điểm với lại chuyên gia như thế. Tức là cảm nhận của tôi thì hôm nay thì tôi rất chi là phấn khởi và có cái xu hướng gọi là suy nghĩ tích cực lên để mình chăn nuôi nó sẽ đạt được cái thành công. Tức là mình có cái cảm giác mình tự tin hơn rất nhiều. Thưa bà con, với kế hoạch nuôi cá truyền thống, trong đó cá trăm cỏ là đối tượng chính, thì anh Lâm đã chuẩn bị khoảng 5 sào đất để trồng cỏ làm thức ăn cho chúng. Với diện tích trồng cỏ này có đáp ứng được nhu cầu nuôi cá trăm cỏ hay không? Sau đây sẽ là ý kiến đánh giá của chuyên gia. Sau khi đi khảo sát thì thấy rằng là cái diện tích ao thì nó như vậy, nhưng mà cái tôi lại vui mừng là có cái diện tích mà sẵn có để mà có thể trồng cỏ. Đối với cá trăm cỏ thì cái nhu cầu mà sử dụng thức ăn là cỏ xanh hàng ngày ấy thì là rất là lớn, đúng không ạ cô? Nếu mà mình đưa cái trăm cỏ lên là đối tượng chính ấy, thì cái ao 10.000 mét vuông đấy thì mình có thể là phải đến 10 tấn cá trăm cỏ. 10 tấn cá trăm cỏ thì có những lúc mà giai đoạn cuối là nó phải ăn đến hàng tấn rưỡi, 2 tấn cỏ. Đấy. Thế cho nên chính vì vậy mà mình phải chủ động được cái nguồn cỏ là chính. Bởi vì nếu mà nuôi cá trăm cỏ mà chỉ cho ăn cám không thì cũng không được, mà mình phải cho ăn cỏ. Cỏ thì em sẽ dự tính là hiện tại bây giờ thì đang có đất ruộng là khoảng tổng là khoảng 5 sào. Tận dụng là trên mặt bờ thì sẽ phá hết cây chuối thì sẽ trồng cỏ hết. Thưa chuyên gia thì trồng cỏ để nuôi cá thì mình nên tư vấn cho anh là trồng loài cỏ gì hay là trồng cỏ như thế nào cho phù hợp ạ? Tận dụng cái thế mạnh của mình ở đây, mình sẽ trồng cái cây cỏ lấp để mà làm thức ăn cho cá. Còn xung quanh bờ thì có thể là mình trồng cỏ voi hoặc là trồng ve 06 là cũng rất là tốt. Bởi vì là đấy là những cái nguồn cỏ mà người ta đã nghiên cứu và nó có cái chất lượng dinh dưỡng cũng tương đối cao để mình có thể cho cá ăn. Mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách ở phía trước, thế nhưng anh Lâm hay ông Sâm, bố của anh, vẫn tin tưởng thành công sẽ đến với những người có chí và có quyết tâm. Theo quan điểm của tôi là làm là phải làm tới nơi tới chốn. Tức là mình bỏ đồng tiền ra, mình đầu tư thì nó sẽ mang cho lại cho mình lợi nhuận được cái gì. Và cái quan trọng nhất là mình học tập được cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm về chăn nuôi và cái kinh nghiệm sống nó phải như thế nào thì mình có tâm thì chắc chắn mình sẽ thành công. Người ta nói là một thứ nhất thả cá, thứ nhì gã bạc, nên là mình cứ tin tưởng là về chương trình và tin tưởng là về cái nghị lực của mình là mình sẽ thành công thôi. Tôi thì rất là mong muốn để cho anh ấy vào chương trình khởi nghiệp. Bởi vì sao, dù sao trong nữa những cái người ta đã tâm huyết, người ta rất muốn để mà mở mang cái tương lai, để mà mở mang được cái tầm nhìn, rồi là cống hiến được cho xã hội những cái công việc mà người ta làm. Tôi đặt nhiều hy vọng cho anh ấy để xây dựng một cái mô hình mà chuẩn chỉ mà anh có thể phát triển được. Để đưa ra kế hoạch sản xuất cụ thể, nuôi những đối tượng nào, mật độ nuôi bao nhiêu, chi phí đầu tư và lợi nhuận cho một vụ nuôi, chương trình khởi nghiệp sẽ có chuyến khảo sát lần 2 tại nông hộ Trần Minh Lâm. Nếu đảm bảo các yêu cầu cần khắc phục,
thì chuyên gia mới có quyết định anh Lâm có trở thành nông hộ của khởi nghiệp hay không. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!